Vừa qua, tại xã Trấn Thịnh, Trung tâm Nghiên cứu Dâu Tầm Tơ Trung ương đã phối hợp với Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Văn Chấn tổ chức hội thảo chất lượng giống tầm lai lưỡng hệ TN3. Thực hiện chương trình phát triển dâu tầm tơ Việt Nam năm 2020, Trung tâm Nghiên cứu Dâu Tầm Tơ Trung ương đã chọn tạo cặp giống tầm lai tứ nguyên lưỡng hệ TN3. Đó là sự kết hợp giữa giống tầm Việt Nam có sức sống, khả năng chống chịu cao với giống tầm Hàn Quốc có chất lượng tơ tốt, đã tạo ra con lai nhị nguyên và tứ nguyên có sức sống và chất lượng tơ kén cao hơn. Để khảo nghiệm giống tầm mới lai tạo, xác định khả năng thích ứng với điều kiện khí hậu của vùng sinh thái khác nhau, vừa qua Trung tâm Nghiên cứu Dâu Tầm Tơ Trung ương đã chọn một số hộ tại huyện Trấn Yên và Văn Chấn nuôi khảo nghiệm giống mới và so sánh với giống đối chứng là giống đang được nuôi phổ biến. Giống tầm TN3 được cấp cho các hộ khảo nghiệm là tầm con tuổi 4, nuôi trên khay hoặc nền nhà. Kết quả bước đầu xác định, giống tầm lai TN3 có khả năng thích ứng cao hơn, khả năng vào né dày hơn và cho chất lượng, sản lượng tơ kén cao hơn. Trên cơ sở kết quả đối chứng tại hội thảo, các hộ trồng dâu nuôi tầm ở xã Trấn Thịnh, huyện Văn Chấn đã đánh giá cao khả năng thích nghi của giống tầm mới, đặc biệt là vào vụ thu khi thời tiết mưa ẩm kéo dài. Đồng thời thảo luận trao đổi thêm về kỹ thuật chọn giống, kỹ thuật chăm sóc, phòng bệnh cho tầm để đạt năng suất chất lượng cao, giúp người nuôi tầm nâng cao hiệu quả sản xuất.